Ba Đô Hành trình liễu sinh thoát tử Hộ niệm người lâm chung F. Thực hành pô cho chúng sinh khác Thực hành pô cho người khác Về căn bản cũng áp dụng phương pháp tương tự Nhưng sự thực hành hướng đến chuyển di tâm thức Cho bất kỳ một người hay một chúng sinh nào bị chết hành giả quán tưởng tự thân mình là bản tôn tam mùi gia ví dụ đức quan âm quán bậc kim cương thượng sư trong pháp tướng bậc bản tôn trí tuệ ví dụ đức phật a di đà trên đỉnh đầu của người hay chúng sinh đã chết và chuyển di thần thức của đối tượng này hướng lên bậc thượng sư bằng cách hô to âm hít mà không tụng âm ca tiếp đến hành giả quán tưởng bậc thượng sư di đà hòa tan vào chân như hay tính không đưa thần thức của chúng sinh đã chết hợp nhất với đại thủ ấn g thời điểm thực hành poa một số người sai lầm cho rằng mình có thể tự tử bằng cách thực hành pháp tu poa tuy nhiên trong thân thể bạn tiềm ẩn hàng trăm đức phật cũng như nguồn năng lượng của các ngài do đó nếu bạn tự tử không chỉ đơn thuần là bạn tự sát hại chính mình mà chính là giết hại hàng trăm đức phật đó là một ác nghiệp vô cùng nghiêm trọng do đó dù cuộc sống có bế tắc và suy sụp đến đâu việc tự tử bằng cách thực hành poa là hoàn toàn bị nghiêm cấm như vậy bạn chỉ được phép thực hành poa trong giây phút cuối cùng của cuộc đời khi phải đối diện với cái chết, bạn chỉ được phép thực hành Poa chuyển di tâm thức để thành tựu vãng sinh giải thoát cho bản thân khi biết chắc mình sẽ chết. Thời điểm bạn cần thực hiện chuyển di tâm thức cho mình là vào khoảng giữa của tiến trình tan rã bên ngoài, đó là khi hỏa đại tan vào phong đại, rồi phong đại hòa tan vào thức đại. Từ thời điểm này cho tới giai đoạn thành tựu, bạn cần bắt đầu thực hiện poa để đưa tâm thức ra khỏi thân và vãng sinh Tịnh độ. Trong giai đoạn này, bạn có thể tùy chọn chuyển di vào bất cứ lúc nào, nhưng nhất định không được để sau khi thời điểm này kết thúc, vì như thế có thể sẽ là quá muộn. Trong trường hợp khi đã biết chắc chắn là mình chuẩn bị qua đời, hành giả sẽ không quán tưởng tự thân thành bản tôn, thay vào đó, hãy quán tưởng mình trong hình tướng thông thường, khi biết rằng thời điểm phù hợp đã đến, hành giả sẽ hô chữ chủng tử, hít. Dù cho hành giả không còn có khả năng phát âm hít, hành giả quán tưởng rằng tâm của mình dưới dạng giọt minh điểm hoặc chữ chủng tử hung và quán tưởng tâm hành giả bày vọt lên phía trên, tựa một ngôi sao băng về phía luân xa tim của bản tôn trí tuệ bất khả phân với thượng sư. Cuối cùng, hành giả hãy tin tưởng một cách chắc thật rằng, tâm của hành giả và tâm của bậc thầy đã hợp nhất bất khả phân. Nên đức thượng sư thực sự hài lòng hoan hỷ và hành giả vãng sinh vào cõi tịnh độ của đức Phật với tâm trí thành thực hiện chuyển di tâm thức khi tâm thức vẫn còn ở trong thân là cách tốt nhất và dễ dàng hơn cả. Tuy nhiên, nếu bạn đã từng tu tập Pháp Poa khi còn sống, thì khi tâm thức đã thoát ra ngoài xác thân mà bạn vẫn còn nhớ được Pháp tu này, bạn vẫn có thể thực hiện chuyển di tâm thức vãng sinh tịnh độ hoặc tới cảnh giới mà mình lựa chọn. Trong ba đô tái sinh, bạn có thể thực hành Poa hóa thân hoặc bất kỳ pháp tu nào khác để vãng sinh vào cảnh giới tốt đẹp. Ví dụ như khi nhìn thấy cha mẹ tương lai, bạn cần lập tức thiền quán cha mẹ trở thành bản tôn Đa Ca và Đa Kini, hoặc Thượng Sư và Minh Phi Trí Tuệ. Nhờ sức mạnh của tâm trí thành và pháp tu, bạn có thể thành tựu thực chứng. Hoặc đôi khi, nếu nhìn thấy cảnh giới thấp, bạn cần lập tức nhận ra và tránh xa để không bị đọa vào cảnh giới đó. Thay vào đó, bạn chọn được cảnh giới tốt đẹp theo sở nguyện. B. Một số yêu cầu của pháp tu Poa. Điều kiện tiên quyết để bắt đầu thực hành Poa là bạn phải có lòng chí thành thanh tịnh hướng đến căn bản kim cương thượng sư và phải thụ nhận quán đỉnh khẩu truyền từ một bậc kim cương thượng sư giác ngộ nếu không có đức tin và lòng chí thành thì không thể thành tựu poa còn nếu có lòng chí thành tuyệt đối bạn có thể đạt giác ngộ ngay lập tức sau khi được truyền trao quán đỉnh bạn có thể tin tấn chuyên cần thực hành một cách ba la mật pháp tu này bạn cần lưu ý không thực hành pháp tu này trước đông người đặc biệt trước những ai chưa được khẩu truyền về poa bạn chỉ nên thực hành một mình hoặc với bậc kim cương thượng sư của bạn không nên để người ngoài nghe thấy tiếng hít hoặc ca vì những âm thanh này có thể khiến người khác thấy rằng bạn đang thực hành pháp poa ngoài ra khi đã thành tựu poa bạn cần chia sẻ năng lực này để lợi ích cho chư hương linh quỷ thần và mọi chúng sinh khác đang đau khổ lầm mê trong thân trung ấm theo cách đó nếu gặp bất cứ ai bất cứ hữu tình hàm thức nào dù là con người hay thậm chí một con mũi bị chết bạn cần trợ duyên giúp chúng sinh đó đạt được giải thoát giác ngộ bằng phương pháp boa nói tóm lại bạn cần phải tự giúp bản thân bằng cách nỗ lực trưởng dưỡng tâm trí thành khai mở từ bi trí tuệ và tinh tấn thiền định ngay khi bạn còn sống mặc dù bạn có thể thỉnh cầu sự trợ duyên từ người hộ niệm nhưng vì bản chất của vô thường bạn không bao giờ có thể biết mình sẽ chết ở đâu khi nào và bằng cách nào nên bạn không thể dựa hoàn toàn vào sự trợ giúp này được bởi vậy bạn cần chuẩn bị sẵn sàng hành trang và tư lương cho cái chết đón nhận sự gia trì và hướng đạo từ các bậc kim cương thượng sư như đức pháp vương giao quan trúc ba là cơ hội hy hữu và quý giá nhất để bạn có được sự tự tin trong đời sống và có được cái chết bình an vì lợi ích bản thân và tất cả chúng sinh. 6. Chuẩn bị cho cái chết của bản thân Hầu hết những hành giả thế tục ngày nay đều không thấy nhu cầu cấp thiết phải tu tập thực hành và đây là một trong những trở ngại lớn nhất đối với con đường tâm linh của mỗi người. Nguyên nhân sâu xa là vì chúng ta còn chấp ngã quá mạnh mẽ. Đức Phật dạy rằng sự tu tập phải cần kiếp như cứu lửa cháy đầu nhưng do tâm bám chấp vô cùng kiên cố chúng ta thường tự lừa dối bản thân bằng những luận điệu êm tai hãy vui chơi một chút hãy tận hưởng khoảnh khắc này đã rồi tu tập sau cũng chưa muộn hay lúc này tôi đang bận việc cơ quan ngày mai tôi tu bù cũng không sao có trăm nghìn lý do nhưng không một lý do nào trong số đó là chính đáng bởi lẽ dù bận đến đâu bạn vẫn có thể dành một chút thời gian mỗi ngày cho sự thực hành tâm linh, dù đó là 4 tiếng, 2 tiếng, 1 tiếng hay chỉ 15 phút. Bạn có 24 tiếng một ngày kia mà. Nếu trì hoãn vì bất cứ lý do gì, kết quả là bạn sẽ không bao giờ thực hành cả. Vì bạn luôn luôn trì hoãn nên ngày mai sẽ không bao giờ đến. Thời điểm phù hợp nhất để thực hành và chuẩn bị cho cái chết sắp đến chính là thời điểm hiện tại đừng bỏ phí thời gian và cơ hội ngang vang nếu bạn là người thường lên mục đích kế hoạch cụ thể cho bất kỳ công việc thế gian nào thì bạn cũng rất cần áp dụng nguyên tắc này ngay cho sự thực hành tâm linh của mình đây là con đường thiết yếu dẫn đến giải thoát giác ngộ và cũng là hành trình vô cùng chông gai của mỗi người lợi ích mà việc này đem lại là không thể nghĩ bàn thứ nhất nó đảm bảo bạn luôn đi đúng đường thứ hai nó giúp bạn nhìn nhận một cách xác thực về năng lực tâm linh của bản thân và xác định rõ mình muốn ở đâu vào thời điểm đối mặt với tử thần để từ đó đưa ra những cam kết và nỗ lực cần thiết thứ ba nó như một thước đo cho những thành tựu tâm linh để nhắc nhở bạn không lãng quên, không giải đãi hay lùi bước trước khó khăn. Khi bạn thối thất tâm bồ đề hay gặp những chướng ngại nhất định, nó sẽ giúp bạn nhanh chóng nhìn nhận vấn đề, căn nguyên của chúng và có những điều chỉnh bản thân một cách hiệu quả. Thứ tư, nó sẽ giúp bạn sáng suốt phân bổ hợp lý quỹ thời gian của mình cho sự thực hành tu tập bạn đừng cho rằng những điều này chỉ là lý thuyết suông ngược lại đây là một việc làm vô cùng thực tiễn trước khi bạn cất bước trên hành trình tâm linh và ngay cả khi bạn đang đi trên hành trình đó rồi mà vẫn thấy mông lung bất định như thế ngay từ bây giờ bạn thực sự cần đưa ra được định hướng mục đích cũng như đề xuất lộ trình cho toàn bộ sự tu tập thực hành của mình trong đời này bạn hãy dành thời gian quán xét và hồi quang phản chiếu một cách nghiêm túc về bản thân đặt cho mình những câu hỏi căn bản như động cơ và mục đích thực hành của mình là gì mình đang ở đâu trên con đường thực hành tâm linh trong tương lai bạn mong đạt được điều gì thông qua sự thực hành này vào thời điểm đối mặt với cái chết bạn mong muốn mình ở cấp độ nào của sự chủ động, cam kết của bạn đối với việc thực hành như thế nào, những thói quen và chướng ngại tiềm ẩn đối với sự thực hành của bạn là gì. Dù quãng thời gian sống còn lại của bạn dài ngắn thế nào, nếu không đặt cho mình mục tiêu và bước đi cụ thể, có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ cất bước, và như vậy là toàn bộ đời sống của bạn bị uổng phí bạn có thể xem xét bản đồ tu tập một cách định kỳ, đầu năm mới hay mỗi kỳ sinh nhật để có thể tự ra soát, kiểm chứng, bổ sung hay nhắc nhở mình nếu cần thiết. Ngoài ra, bạn cũng có thể ghi lại lời cầu nguyện để đọc mỗi ngày trước khi đi ngủ. Lời cầu nguyện đó sẽ nói lên mong nguyện về những thành tựu tâm linh của bạn cũng như mong nguyện về cái chết của bản thân sự giải thoát ngay trong cái chết đó. Bạn hãy đọc nó hàng ngày và dặn dò một pháp hữu hoặc người thân đọc nó cho bạn vào giờ phút lâm chung và giai đoạn sau khi chết. Di chúc tâm linh. Di chúc tâm linh là một văn bản bạn ghi lại những nguyện vọng và sự trao gửi của mình về mặt tâm linh liên quan tới cái chết, những chuẩn bị cần thiết cho cái chết và những gì diễn ra sau cái chết của bản thân. Đối tượng mà Di chúc hướng tới thường là các pháp hữu, người thân và bạn bè, tùy theo mức độ liên quan, trách nhiệm của những người đó đối với hậu sự của bạn, sự tin tưởng và mối quan hệ của bạn với mỗi người. Nội dung Di chúc tâm linh có thể gồm những điểm sau. Mong nguyện liên hệ với Bậc Thượng Sư để xin Ngài ban gia trì, hộ niệm cho bạn giờ phút lâm chung pháp thực hành chính của bạn trong đời và các pháp thực hành bạn mong muốn thỉnh cầu thượng sư, các bậc thầy, các pháp hữu hay thân nhân thực hiện cho mình trong giai đoạn ba đô cận tử và các ba đô tiếp nối. Đạo hữu thân thiết và nhóm đạo hữu hạt nhân hỗ trợ việc hộ niệm, thông tin để liên lạc đối với từng người những chỉ dẫn yêu cầu đối với cái chết của bản thân nhằm hướng dẫn gia đình, người thân trong việc hộ niệm từng giai đoạn, bao gồm khi lâm chung, các tuần thất trong suốt 49 ngày thân trung ấm, 100 ngày sau khi chết. Hình thức mai táng theo tâm nguyện như hỏa táng, địa táng, những kế hoạch tài chính khác như dùng một phần hay toàn bộ tài sản để cúng dàng bố thí. Ngoài ra, trong di chúc cũng nên đề cập rõ ràng về người có trách nhiệm chính mà bạn trao gửi sự chuẩn bị cũng như những quyết định liên quan đến cái chết của bạn chẳng hạn như việc hỗ trợ kéo dài sự sống việc thu xếp cái chết ở nhà thay vì trong bệnh viện thời gian hộ niệm tối thiểu việc sắp xếp các nghi thức tâm linh theo đúng pháp và tâm nguyện và thông tin để liên lạc với người này trong trường hợp người đó không có bên bạn vào thời điểm chết, bạn nên soạn bản di chúc này càng sớm càng tốt, bởi cái chết vốn vô thường không định trước. Điều quan trọng là bạn cần thông báo trước về điều này để nhận được sự đồng thuận, cảm thông từ toàn bộ gia đình, người thân cũng như các đạo hữu về tất cả những quyết định và sự trao gửi trong di chúc của mình. Hãy dùng một hộp nhỏ để đựng toàn bộ những tài liệu cá nhân quan trọng như di chúc tâm linh, hồ sơ sức khỏe, tài liệu pháp lý, những hướng dẫn dành cho đạo hữu và gia đình, kinh sách và những vật dụng cần thiết cho bản thân và các pháp hữu hộ niệm khi cái chết đến với bạn. Như vậy, bạn có thể yên tâm là mình đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và đã tập trung tất cả một cách thuận tiện cho cái chết trong tương lai, dù nó có thể đến bất cứ lúc nào. Trên đây là sự trình bày một cách giản lược nhất những gì bạn cần chuẩn bị cho cái chết của bản thân, song song với thực hành tu tập trưởng dưỡng tâm linh ngay trong đời sống này. Vì sự chuẩn bị này vô cùng cần thiết và ích lợi, cũng vì thấu hiểu rằng đời sống vô thường như bọt nước trôi sông, như giọt sương sớm đầu ngọn cỏ, nên bạn hãy dành thời gian và công phu cho sự chuẩn bị này càng sớm càng tốt như vậy một khi đã thấu hiểu tầm quan trọng đặc biệt của hành trình ba đô cái chết và những cơ hội giải thoát tiềm ẩn trong đó việc chuẩn bị đầy đủ đúng pháp cho cái chết trên mọi khía cạnh là vô cùng quan trọng <laughs> ਸੱੈਸੋു ਸੱੈതੋു ਸ੍ਹੁਸੁ�ੁ ਸ੃ൾ�ੁનੁ ਸ੊്ซുੁ ਸੁൈญതੁൽു ਸੁർੁൽു ਸੁൾ�ੁൽુ ਸੁൾ�ੁൾกൾกൾกൾกൾกൾกൾ